Xin chào anh chị Chào mừng anh chị đã quay trở lại với bản tin nhận định thị trường hàng ngày của kênh nhà đầu tư tài chính tự do Thì ngày hôm nay như thường lệ à, Chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về thị trường Cũng như đi qua về một số những cái mạng cổ phiếu à, Để từ đó giúp anh chị mình có thêm góc nhìn về thị trường Để có thể đầu tư tốt hơn Anh chị nào hiện tại đang xem video Nếu thấy hữu ích có thể là bấm like video Subscribe kênh, đăng ký kênh nếu chị chưa đăng ký Bên cạnh đó ở phía dưới phần mô tả video Em có để thông tin liên hệ là Zalo, số điện thoại nếu chị nào muốn đồng hành cùng em ở trong đôi khách hàng có thể là kết bạn Zalo với em hoặc là kết bạn Zalo với lại số điện thoại của trợ lý em à để được hỗ trợ. À, cảm ơn chị đã theo dõi và ủng hộ kênh. À, thì bây giờ mình sẽ cùng nhau nói một tí về thị trường ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. À, VN-Index ngày hôm nay chúng ta đóng cửa mức là 1342,06 điểm tương đương với mức tăng nhẹ là 0,21%. À thanh khoản thị trường thì chỉ lanh quanh là 15.000 tỷ thôi, tức là rất là thấp so với những phiên giao dịch cùng kỳ. Anh thấy là ngày hôm nay thanh khoản đã giảm rất là nhiều và thấp hơn cái mức trung bình hay là thấp hơn hai phiên giao dịch gần nhất của nó thì tại sao thanh khoản thấp thì một tí nè sẽ nói với anh chị về lý do à, tiếp theo là về việc là ngày hôm nay chúng ta có 225 mã tăng so với lại là, là 143 mã giảm cho thấy về cái tín hiệu dòng tiền về yếu tối dòng tiền mặc dù là nó không quá quyết liệt uh, thanh khoản nó không quá tăng đột biến nhưng mà kiểu tối dòng tiền nó cũng lan tỏa và nó phân hóa à, đặc biệt vẫn là các cái mã cổ phiếu các cái nhóm ngành được hưởng lợi ở giai đoạn sau đại dịch ngày hôm nay anh chị thấy là như là một số những cổ phiếu là gì về bán lẻ ngày hôm nay tăng điểm tốt ở trong vn30 chúng ta có bnc chúng ta có vre hay là một số những cổ phiếu bất động sản như là Vingroup cũng đã giúp kéo chỉ số thúc đẩy về mặt tăng của chỉ số hay là Masan, vân à, vân. À, tuy nhiên thì nhóm ngân hàng là cái điểm mà chúng ta cần phải nói tới khi mà nhóm này đã được kỳ vọng rất nhiều. À, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa có cái yếu tố cũng như là chưa hút được cái dòng tiền quay trở lại với nhóm này để có thể đóng vai trò dẫn dắt cho thị trường vượt lên được những cái vùng kháng cự phía trên ở giai đoạn sau. À, nhìn chung thì nhóm này đã tích lũy quá lâu rồi. À, thì khi mà duy trì tích lũy lâu như vậy thì chắc chắn là nó sẽ Tốn một thời gian tương đối để có thể hấp thụ cái lượng cung nhỏ lẻ đeo bám ở giai đoạn này à, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi thêm. À, tuy nhiên thì theo cá nhân em đánh giá thì cái kết quả kinh doanh ở quý 3 của các cổ phiếu ngân hàng ấy, thì nó không quá tệ như là cái kỳ vọng của nhà đầu tư. Tức là đôi khi là báo chí hay là media người ta đánh giá thì cái kết quả kinh doanh của ngân hàng ở quý 3 nó sẽ giảm đi tương đối nhiều. Nhưng mà thực tế thì theo các nhân em nghĩ thì nó sẽ không giảm nhiều mà nó chỉ ở mức đâu đó có thể là gì nó thấp hơn so với quý 1, quý 2 thôi. Bởi vì quý 1, quý 1 chứ quý 2 thì nó quá thuận lợi đi. À, quý 3 thì nó phải hỗ trợ các doanh nghiệp hay là liên quan tới vấn đề về tăng trưởng tín dụng à, về cái hạn mức à, cho vay của nó. À, thì có thể là giai đoạn sắp tới quý 4 cũng như 2022 thì triển vọng nó sẽ sáng lại hơn. Thì khi đó có thể cái dòng tiền à, cái dòng tiền thông minh những cái dòng tiền lớn á, người ta cũng sẽ tự tin hơn ở trong vấn đề giải ngân với các cái mã cổ phiếu này. Rồi đó là về thị trường. À, nhìn chung thì đó là tổng quan à, Vin30 ngày hôm nay cũng phục hồi tương đối và cũng đóng vai trò như là chính và chủ yếu à, để góp phần vào cái mức tăng của thị trường à, với các cái mảng cổ phiếu như là VIT, VRE, 2 à, vốn hóa rất là lớn. À, bên cạnh đó thì các cái nhóm cổ phiếu như là mid cap và small cap ngày hôm nay cũng phục hồi à, như là vn mid cap ngày hôm nay tăng nhẹ là 0,29% à, và vn small cap ngày hôm nay tăng lên là 1,5 1,05% tức là gì nhìn qua đây thì mình thấy được là yếu tố dòng tiền nó vẫn đang tập trung rất là nhiều vào cái nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ tức là nhà đầu tư ở đây người ta vẫn ưa thích các cái mạng cổ phiếu mà biến động lớn à, có cái mức sinh lời cao à, thì đã thu hút dòng tiền vào cái nhóm cổ phiếu này à, và nhìn chung thì nếu mà xét qua thanh khoản ngày hôm nay À, thì chúng ta nói về về cái vấn đề là tại sao thanh khoản ngày hôm nay lại thấp như vậy thì thực tế là thanh khoản thấp đã duy trì ở trong những phiên gần đây rồi nhưng mà phiên ngày hôm nay đặc biệt là phiên 30 tháng 9 tức là phiên kết quý ba hay là chúng ta thường gọi là phiên chốt nát thì nếu chị đấy thì cái phiên chốt nát thông thường ở trong quá khứ từ lịch sử trong cái quá khứ đồ thị của nó thì thông thường thanh khoản luôn duy trì hay là thường duy trì ở mức tương đối thấp bởi vì sao bởi vì ở giai đoạn này các công ty chứng khoán họ bắt đầu siết lại margin ở một số cái đầu thì khi đó chị sẽ để ý được là các cái mã cổ phiếu thông thường anh chị đấy là gì à, thanh khoản bình thường của nó một ngày có thể là bốn năm triệu cổ phiếu đúng không thì ở trong 4 tới 5 triệu cổ phiếu đó thì theo cá nhân đánh giá thì nó sẽ có khoảng đâu đó tầm là 1 tới 2 triệu là thanh khoản thật tức là thanh khoản đến từ phía nhà đầu tư cá nhân họ mua bán với nhau nó tạo ra thanh khoản cho cổ phiếu trong khi đó thì khoảng từ 2 tới 3 triệu cổ phiếu còn lại là do đội lái hay là do cái nhà tạo lập cổ phiếu đó họ tự tạo ra thanh khoản bằng cách là họ mua tay trái bán tay phải liên tục để tạo thanh khoản cũng như là tạo cái độ hấp dẫn cho nhà đầu tư thì về cơ bản thông thường họ làm như vậy thì họ sẽ có vay ở các công ty chứng khoán thì khi mà các công ty bắt đầu siết lại margin thì cái hành động đó tức là cái động thái đó sẽ bị hạn chế đi khi mà sức mua của họ bị giảm đi đáng kể nên cái việc mà gì họ không tích cực cũng như là quay thanh khoản ở giai đoạn này khiến cho thị trường chúng ta à, suy giảm về cái mức thanh khoản nhưng về cơ bản thì cung cầu tự nhiên ngày hôm nay nó cũng phải hướng tương đối tốt và có một cái lịch sử khá là thú vị tức là nếu chị để ý lại là tất cả những cái phiên mà mở quý tức là những cái phiên mà mở đầu cho các quý ở trong giai đoạn gần đây à, ít nhất là tính từ thời điểm tháng tư 2022 thì thông thường những phiên đó là những phiên tăng điểm. Nếu ví dụ là ngày 1 tháng 4 ngày, ngày 2020 đó chính là ngày mà thị trường chúng ta có thể nói là gì là chính thức tạo đáy và cái phiên đó thì thị trường nó cũng đã tăng rất là tốt sau cái giai đoạn trước đó đây là giai đoạn cuối tháng 3 có thể bị ảnh hưởng bởi sức mua mờ xin và các công ty chứng khoán họ chốt náp vân vân rồi đó chỉ để ý được là gì à, vào ngày 1 tháng 7 cũng là ngày bắt đầu cho cái quý à, cái quý 2 thì ngày 1 tháng 7 cũng là một phiên mà chúng ta đã tăng điểm tương đối sau một cái đà điều chỉnh À, đây là lý do vì sao mà em nói thông thường ở cuối quý hoặc là giai đoạn mà trước cái thềm mà công bố báo cáo là chính á thị trường nó thường có những nhịp rung lắc À, thường có nhiều lắm lắc à, nhưng mà giai đoạn mà đầu quý khi mà các công ty chứng khoán bắt đầu mở mà lại lại à, thì khi đó tâm lý nhà đầu tư thường tích cực ở trong phiên đó nên à, những phiên đó thường là những phiên tăng điểm hay là về ngày 1 tháng 10 ở đây à, cũng là một phiên tăng điểm nhẹ tăng khoảng là một tám tám mươi tám điểm à, với khối lượng nó cải thiện lại anh chị đấy là trước đó là thời điểm mà thanh khoản nó duy trì ở mức rất thấp anh chị thấy ở cái phiên uh, giai đoạn ngày 1 tháng 7 này anh chị tao thì trước đó thanh khoản nó giảm đáng kể rồi khi ở đây sức mua chúng ta bị hạn chế hay là về ngày một uh, tháng một cũng như thế thôi à, tương tự như vậy ngày một tháng 10 trước đó này anh chị để ý giai đoạn mà tầm tháng 10 thì thanh khoản cũng sẽ thấp đi đáng kể à, bởi vì trước đó là giai đoạn chốt quý nắp đây nó giảm đi vào ngày 30 tháng 9 đó chị thôi và ngày 1 tháng 10 và sau đó nó mới cải thiện dần cái thanh khoản trở lại khi mà cái margin được bơm ra trở lại vào thị trường hay là giai đoạn ngày ngày 31 tháng 12 đây chị thông thanh khoản ngày 31 tháng 12 cũng rất là thấp à, về vì cơ bản đây là cái phiên chốt nắp nên cái gì cái sức mua margin đã bị hạn chế rồi khiến thanh khoản thị trường chúng ta bị suy giảm đi và ở những cái phiên gần đây chị thì cũng thấy cái hành động đó thôi à, nên nó cũng không phải là cái gì đó quá xấu À, nhưng mà cái quan trọng nhất là gì là phiên ngày mai là một cái phiên mà cái dòng tiền của nó cái cung cầu của nó nó sẽ phản ánh thực tế hơn em và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là phiên ngày mai thì cái hành động về cung cầu như thế nào khi mà hiện tại thị trường nó cũng đang giằng co ở trong cái vùng biên dưới là một nghìn ba và vùng biên trên là một nghìn ba điểm à, Chỉ nhìn cái đồ thị giờ này tức là về các bạn vẫn là sai quay thôi nó chưa thể vượt hẳn lên trên được cái biên trên hay là bị đánh thẳng xuống cái biên dưới khi mà cung cầu ở đây vẫn còn rất là lưỡng lự à, và như em nói rồi cái việc mà cái nhóm cổ phiếu ngân hàng nó bước phá đi lên rất quan trọng để đóng vai trò quyết định về xu hướng ở giai đoạn phía sau này. À, còn nếu mà không có các nhóm cổ phiếu này thì à, với việc các mặt cổ phiếu miết cáp nó cứ phân hóa tăng giảm đang xây như vậy thì rất khó và thị trường nó cũng sẽ rất là khó để bùng nổ lên được các cái vùng chỉ số cao hơn. À, ví dụ là một nghìn để test lại cái đỉnh cổ trước đó hay là ít nhất là cái vùng một nghìn ở đây là cái vùng kháng cự mà hai lần trước đó chúng ta đã không vượt qua được. À, và cái vùng hỗ trợ dưới này là một nghìn thì hiện tại nó cũng đang khá là mỏng manh. À, khi mà chúng ta đã nhiều lần quay về đây rồi Thì nếu một lần nữa quay về đây Thì cái rủi ro vùng này đã đánh thủng rất cao và cá nhân đánh giá thì nhìn chung giai đoạn này cái dòng tiền nó phân hóa và vẫn đang tập trung vào các cái mạng cổ phiếu được kỳ vọng là hưởng lợi sau khi mở cửa trở lại nền kinh tế thì đó cũng là một trong những cái mà chúng ta có thể kỳ vọng được vào các nhóm ngành đặc biệt là một số những nhóm liên quan như đầu tư công những nhóm liên quan về bán lẻ vân vân và xuất khẩu thì nếu mà cái phản ứng giá nó tốt hay mà nó có nền tại cơ bản tốt và kéo yếu tố kỹ thuật ví dụ như là ở vùng cái vùng nền giá thì khi đó chị giải ngân cái độ rủi ro cũng sẽ thấp hơn à, còn về cơ bản là nếu chị mà chúng ta tham gia các cái mã cổ phiếu mà gì, à, giai đoạn này nó không hút được cái dòng tiền À, chưa, chưa hút được cái dòng tiền thì cái độ rủi ro cũng sẽ tương đối là cao bởi vì hầu như cái dòng tiền giai đoạn này họ đang gì họ đang luôn chuyển liên tục à, và trong bối cảnh nếu mà có yếu tố gì đó bất ngờ hay là một cái tố gì đó xấu thì khi đó cái dòng tiền sẽ rút ra rất là nhanh à, đó lý do vì sao mà giai đoạn này hầu như thị trường nó cũng đang chủ yếu à, chủ yếu là lưỡng lự và cái dòng tiền nhà tôi rất là loạn. À, nên mới nói tại sao là ngày hôm qua em có nói về câu chuyện là nhà tôi rất là dễ bị lung lay bởi thông tin bị thực tế người ta không có một cái nhóm ngành nào cụ thể một cái nhóm ngành mà đóng vai trò là chủ chốt để có thể gì à, để nhà đầu tư hay để thị trường có thể nương tựa vào à, và giai đoạn này cái nhóm ngành dẫn dắt sẽ rất quan trọng à, và cá nhân em thì vẫn đang kỳ vọng với nhóm ngân hàng thì trong bối cảnh nếu mà nhóm ngân hàng giai đoạn này cái dòng tiền nó chưa thể vào được chưa thể kéo được thì có thể em kỳ vọng giai đoạn sau đó sẽ có một cái nhịp chi khấu xuống à, và cái chỉ khấu này có thể sẽ kéo dòng tiền trở lại tốt hơn với nhóm cổ phiếu này à, và khi đó có thể là mình sẽ kỳ vọng được tốt hơn cho cái thị trường ở giai đoạn tới có thể là cuối quý này ở cuối quý bốn năm nay hay là giai đoạn 2022 nghìn à, bởi vì sao bởi vì nếu à, chúng ta thấy được là cái kết quả cái GDP quý 3 chúng ta đang âm, à, âm hơn 6%. trăm à, đây là một trong những kết quả tệ nhất từ trước tới giờ kể từ lúc mà chúng ta bắt đầu thống kê GDP thì câu chuyện ở đây là gì thực tế như mình đã nói rồi ở đây tác động chủ yếu là ngắn hạn khi mà chúng ta đã phải giãn cách kéo dài suốt 3 tháng vừa qua ở trong quý 3 thì quan trọng là cái lộ trình mở cửa chúng ta là vào ngày mai bắt đầu là ngày 1 tháng 10 à, chúng ta sẽ bắt đầu mở cửa trở lại từng bước tức là chúng ta sẽ không mở cửa hết tất cả, chúng ta sẽ có lộ trình dần 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 với các ngành công nghiệp với các hoạt động khác nhau và chủ yếu ở đây là để người dân bắt đầu sống chung với dịch và cũng như là khôi phục lại các hoạt động sản xuất thì để nền kinh tế hoàn toàn trở lại bình thường thì ít nhất cũng phải tới tháng 1 năm tới à, đó là cái mà chúng ta cần phải thừa nhận à, nên có thể ở trong quý 4 này cái tốc độ phục hồi của nó nó vẫn duy trì ở mức tương đối thôi à, tức là không phải nó phục hồi bùng nổ được à, nhưng mà à, một cái đặc điểm ở thị trường ở thị trường chứng khoán Việt Nam á, cũng như là nền kinh tế Việt Nam á, à, chúng ta là nền kinh tế hiện tại đang phát triển nên cái độ đàn hồi ấy, chúng ta rất là lớn à, nó chỉ có thể để ý được là thời điểm mà ở Mỹ ấy, khi mà người ta giãn cách hay là thời điểm ở Ấn Độ giai đoạn vừa rồi khi mà giãn cách ấy, thì cái GDP cũng âm à, GDP buộc phải âm tại vì không có gì làm được hết à, khi mà người dân người ta cũng không thể đi làm không thể kiếm về thu nhập à, xuất khẩu nhập khẩu cũng bị ảnh hưởng bởi các chuỗi cung ứng hay là về cái vấn đề về sản xuất công nghiệp vân vân chị thấy chỉ số PMI trong quý ba vừa rồi cực kỳ thấp à, đó là một trong những yếu tố liên quan trực tiếp tới vấn đề giãn cách và đó đó là cái mà em nói với chị là rủi ro mà chúng ta sẽ không kiểm soát được tức là bây giờ mình không biết được là giãn cách sẽ kéo dài tới bao giờ phải không à, kiểu như thế à, nhưng mà chúng ta thấy được á, là nếu anh chị để ý và à, chúng ta nhìn qua các cái nền kinh tế lớn và các nền kinh tế cũng có thể mang tính chất tương tự như việt nam đi à, thì bây giờ em lấy là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới bây giờ là mỹ thì họ cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề rất là nhiều bởi cái covid vừa rồi ở trong suốt năm ngoái khi mà việt nam chúng ta giai đoạn đó thì bình thường không có bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch thì anh chị để ý được là cái tốc độ tăng trưởng gdp của họ ở trong 3 quý liên tục ba à, cái quý liên tục tính từ 2020 tới 2021 họ bị ảnh hưởng và họ tăng trưởng âm 9% 2,9% và âm 2,3%. Nhưng sau đó bắt đầu à cái nền kinh tế họ bắt đầu khôi phục lại dương. Thì họ đã cải thiện lại trong quý 2 năm tới, quý 2 năm ngoái và gì tăng trưởng dương trở lại là 0,5% và chỉ thấy bùng nổ nhất là ở trong ở trong giai đoạn vừa rồi. Ở quý ở quý trước đó thì đã tăng trưởng khoảng 12,2%, tức là đây là một cái mức độ tăng trưởng rất vượt bậc. Bởi vì nền kinh tế nền kinh tế Mỹ là một nền kinh tế cực kỳ lớn. À, với cái việc tăng trưởng 12% nó rất là lớn so với lại những nền kinh tế khác, tại sao Việt Nam chúng ta hàng năm có thể tăng trưởng khoảng 7, 8%? À bởi vì Việt Nam chúng ta hiện tại cái quy mô GDP còn nhỏ, nhưng mà khi cái quy mô GDP chỉ lớn dần lên như là ở Mỹ đi, à, thì để tăng trưởng được 1% GDP nó sẽ cực kỳ khó. Em nói chị, em nói với chị là 1% của 10 tỷ, 1% của 1.000 tỷ sẽ khác so với 1% của gì? À, của 1 tỷ và 2 tỷ. À, nó là kiểu như thế. À, nhưng mà mình thấy được là gì? À, là cái sức bật trở lại của nền kinh tế ở đây nó có à, nó phục hồi rất nhanh. Là bởi vì sao? Bởi vì nhiều ngành công nghiệp nó bị nén À, nó bị chờ một thời gian rất dài rồi. thì khi đó khi mà cái nền kinh tế bắt đầu hoạt động lại bình thường á thì bắt đầu sẽ có nhiều ngành công nghiệp sẽ chạy đua, à, nó phải buộc phải khôi phục lại sản xuất kinh doanh. thì khi đó nó sẽ tạo được cái tiền đề cho tăng trưởng GDP ở trong quý bốn. À, có thể quý 4 vẫn còn chậm. khi mà nền kinh tế mình sẽ vẫn còn gì à, chưa có mở cửa lại hoàn toàn khôi phục lại nền kinh tế được. À, nhưng mà bắt đầu có thể là năm tới 2022 thì cái nền kinh tế sẽ khả quen hơn được. À, và chị để ý ví dụ như là ở chúng ta lấy một quốc gia khác là ở Ấn Độ đi. Ấn Độ thì cũng là một quốc gia mà chúng ta đã thấy là gì? À, là cũng bị tàn phá rất nặng nề ở giai đoạn vừa rồi bởi Covid. À, nhưng mà chỉ để ý cái tốc độ tăng trưởng GDP của Ấn Độ thì cũng cực kỳ ấn tượng. À, tức là nếu mà tính từ thời điểm năm ngoái thì nó cũng bị tăng trưởng âm bởi các yếu tố liên quan tới Covid. À, nhưng mà gì? À, nhưng mà dần 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 sau đó thì thấy là bắt đầu nó cũng sẽ có sự khôi phục nhẹ trở lại. Tức là nó sẽ khó thế nào bật lại nhanh à, mà nó sẽ dần 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 cải thiện về cái tốc độ tăng trưởng GDP đó. Và cụ thể là cái quý gần nhất của nó tăng trưởng lên tới hơn 20%. À, GDP một cái giai đoạn mà tăng hơn 20%, thì thì cũng biết là gì, à, là cái tốc độ tăng trưởng rất là nhanh, rất là nhanh so với lại các quốc gia khác, nên đó cũng là một trong cái kỳ vọng của mình, có thể kỳ vọng được về GDP của Việt Nam cũng như là nền kinh tế Việt Nam sẽ khôi phục trở lại ở giai đoạn sâu gì, à, sau kỳ giãn cách đây và cái đỉnh điểm của nó có thể đạt vào khoảng là quý quý 1 năm 2022. Khi đó các nền kinh tế tức là các cái ngành sản xuất bắt đầu nó sẽ khôi phục lại hoàn toàn bình thường. À, người dân người ta cũng sẽ gì à, bình thường hóa với Covid, người ta cũng sẽ sống chung với Covid một cách thoải mái à, như các quốc gia châu Âu bây giờ. À, thì đó sẽ dễ dàng hơn. Tất nhiên Covid là một câu chuyện không phải là gì à, là sớm muộn được. À, chúng ta biết được là ở Mỹ họ đã chống chọi với Covid suốt 2 năm vừa qua. À, và họ đã chống chọi rất nhiều những làn sóng ở các cái chủng mới à, khiến cho cái nền kinh tế họ cũng rất là lao đao và hiện tại chỉ thấy gần nhất đi À, thì bộ tài chính Mỹ họ cũng công bố Mỹ hoàn toàn có khả năng có thể bị vỡ nợ trong tháng 10 tới. Tất nhiên đây là câu chuyện mà em nói với chị rồi, Mỹ cái việc mà bị Mỹ vỡ nợ thì cái xác suất là cực kỳ thấp. À, nên đó chỉ là một cái phát ngôn để là gì? À, mang cái yếu tố là liên quan tới việc là chúng ta gì ở trong cái thông tin nội bộ họ đấu đá lại nhau thôi. À, nhưng về cơ bản thì đó là cái thông tin mà chúng ta cũng đáng tham khảo tức là về dịch bệnh Covid hiện tại ở Mỹ vẫn còn rất phức tạp. Mặc dù ở đó tỷ lệ người dân tiêm vaccine đã cực kỳ cao cũng rất là cao và họ đã tiêm mũi 2 và thậm chí sắp tới có thể là những dự án liên quan tới mũi 3. nên đó cũng là một trong những cái mà chúng ta phải đánh giá được là cái câu chuyện Việt Nam chúng ta khi mà sống chung với đại dịch thì chúng ta cũng sẽ gặp lại rất nhiều cái làn sóng covid mới. và quan trọng là cái sự thích nghi cũng như là cái chính sách của chính phủ nó phù hợp để giúp cho nền kinh tế chúng ta không bị trì hoãn lại một lần nào nữa. bởi vì nếu bây giờ mà các doanh nghiệp anh chị thấy được sống qua được cái mùa này đã là rất hay rồi. và nếu doanh nghiệp mà cứ tiếp tục chịu cái cảnh này thì sẽ cực kỳ khó khăn ở trong giai đoạn tới. đó là cái kỳ vọng của em ở trong giai đoạn 2022. À, và chúng ta hoàn toàn thấy được cái bức tranh đó và khi đó thì sẽ có nhiều nhóm ngành nó phục hồi trở lại nhanh thôi và tiêu điểm gọi là những nhóm bán lẻ này khi mà gì mở cửa lại nền kinh tế thì những nhóm bán lẻ thì nó sẽ được hưởng lợi rất nhiều à, bị cái nhu cầu của người dân mua sắm à, quay trở lại và đặc biệt là giai đoạn quý tư là giai đoạn mà trước tết à, thì khi đó cái nhu cầu mua sắm của người dân cũng sẽ cao hơn hay là giai đoạn sau này ví dụ những ngành về xuất nhập khẩu thì khi mà cái nền kinh tế chúng ta mở cửa trở lại thông à, thoáng trở lại các chuỗi cung ứng được kết nối trở lại thì khi đó à, các doanh nghiệp đó cũng sẽ được hưởng lợi nhiều hơn hay là về khu công nghiệp dòng vốn FDI hoặc cũng sẽ chuyển dịch vào dân khi mà nền kinh tế chúng ta gì à, có tiến triển tốt hơn và nếu chúng ta cứ kéo dài giải cách thế này thì chị thấy được là gì cái câu chuyện về vốn FDI hoàn toàn cũng sẽ có à, cũng sẽ có cái khía cạnh là đó là gì à, có thể rời khỏi Việt Nam tất nhiên là nếu chúng ta giữ quá lâu à, còn nếu chúng ta đi theo đúng cái kế hoạch mà hiện tại chúng ta đề ra thì em nghĩ nó cũng sẽ giúp cho nền kinh tế chúng ta hồi phục trở lại mạnh mẽ ở giai đoạn sau đó đó là kỳ vọng chúng ta về nền kinh tế và khi kỳ vọng kỳ vọng của chúng ta như vậy thì như nào à, thì chúng ta cũng sẽ có được những cái forward cho mình À, về các nhóm ngành và chúng ta sẽ canh mua ở những cái vùng giá tương đối hấp dẫn của nó à, và chúng ta cũng sẽ kỳ vọng à, nếu ở giai đoạn này thì em không kỳ vọng thị trường đao à, tức là bây giờ anh chị rung lắc à, có thể là về một năm 250, một 300 điểm ví dụ vậy à, nhưng mà em sẽ không thiên về chiều hướng đao trên và em thiên về những nhịp điều chỉnh đó là những nhịp để mang yếu tố là reset lại cung cầu Ê, và nó sẽ cân đối lại cung cầu cái lượng cung sẽ được hấp thụ dần tức là cái lượng cung mua giá cao à, lượng nhà tư cá nhân đeo bám ở phía trên sẽ được hấp thụ lại và khi đó cái thị trường mình à, nó có thể tạo một con sóng bùng nổ hơn tốt hơn ở giai đoạn sau đó còn trong ngắn hạn thì em vẫn thiên về chuyển là sideways khi mà nó vẫn chưa có một cái nhóm, nhóm ngành nào hết dẫn dắt và trong bối cảnh nếu mà giữ quá lâu với nhóm ngân hàng thì chắc chắn khả năng cao sẽ có một cái nhịp gì à, một cái nhịp chiết khấu trở lại nữa à, và nếu mà cứ phân hóa thế này thì anh chị cứ tham gia theo cái yếu tố dùng tiền thôi khi mà dùng tiền nó hút vào cái nhóm nào tốt thì khi đó mình sẽ cân đối với cái tỷ trọng danh mục của mình à, sao cho nó phù hợp với các cổ phiếu nhóm đó và một đặc tính nữa với dòng tiền ở giai đoạn này á, là nó sẽ không tập trung ở một nhóm ngành thôi mà nó sẽ luôn phiên liên tục ví dụ như là ngày hôm nay cổ phiếu nhóm này tăng ngày mai nhóm kia tăng nên cái việc mà chị mua đuổi ở trong phiên thì nó cũng tương đối được ro mà thông thường sau khi mà nó tăng được một phiên khi mà dòng tiền nó kéo được vào trong một giai đoạn rồi thì nó có thể sẽ có những nhịp test lại ở sau đó, nhịp test lại cung cầu cũng như là test lại các cái vùng hỗ trợ kháng cự gần đó à, thì nó sẽ kéo được cái tiền giai đoạn à, thì nó chưa có bước lên ngay được mà sẽ test lại ở trong những giai đoạn đó thì mình sẽ canh mà giải ngân. nếu mà dòng tiền ở những cái phiên đó tốt ở những cái giai đoạn, ở những cái nhóm ngành đó tốt thì mình có thể canh giải ngân ở những nhịp test lại. Tránh trường hợp giai đoạn này mua đuổi đặc biệt là mua đuổi những cái phiên break cao và khối lượng quá đột biến bây giờ anh chị để là nhiều nhiều cổ phiếu gần đây break cao rất là fail. À, rất là nhiều cổ phiếu break out và nó rủ lại hàng T3 khi mà buộc anh chị nhau tôi cá nhân mua ở kèm rất cao đó phải bán lỗ thì đó cũng là một trong những cái trạng thái mà chúng ta thấy được cái đặc tính gần đây rồi đó là về thị trường mình chia sẻ một tí như thế à, còn về phát sinh thì à, về cơ bản phát sinh hiện tại vẫn đang dao động ở trong một cái vùng tích lũy và cái điều mà em không thích ở trong phiên ngày hôm nay tức là nó đã vượt lên trên được cái biên trên rồi ngày hôm nay ở trong phiên đã có thể nó vượt lên trên được cái biên trên mà nó cũng kéo được một cái lượng tiền tương đối nhưng chung là thanh khoản và ở mức thấp thôi à, nhưng mà nó cũng đã kéo được một cái dùng tiền tương đối vào nhưng mà cuối phiên thì lại không duy trì được cái mức ở trên cái nền này cái nền này là cái nền nó đã xây dựng trước đó rồi cái thời điểm mà thị trường nó phục hồi lên à, và sau đó nó điều chỉnh rất là mạnh ở những dịp trung lắc do thông tin à, nhưng về cơ bản bây giờ nếu mà nó duy trì là ở trong cái vùng nền này, thì lại không quá hay khi mà nó gì vượt lên thất bại à, giai đoạn trước đó là cái việc mà điều chỉnh của nó cũng là do bởi vì cái việc mà vượt lên thất bại nhiều lần đấy à, lần thứ nhất này lần thứ hai này lần thứ ba này và sau ba lần nó break cao thất bại thì khi đó là nó sẽ rơi bởi vì khi đó cái cầu ở đây không đủ đủ sức thì cái đó cung nó sẽ thiếu kiên nhẫn và nó bán cổ phiếu ra thì tương tự ở đây thôi à, có thể là phiên ngày mai hay là đầu tuần tới nó vẫn sẽ tiếp tục test lại cái vùng biên ở phía trên này à, nhưng mà chị cứ thấy là gì nó break lên fail break lên bị fail quay đầu về thì khi đó cái xác suất mà nó tiếp tục điều chỉnh hay là nó sẽ có diễn biến điều chỉnh ở sau đó là khá là cao à, thì chị cũng phải chú ý cái đó rồi À, còn về phát sinh thì hiện tại hầu như nó hơi tách biệt so với cơ sở do cái mức basic nó thường duy trì ở mức xa thì gần đây có thể là bắt đầu duy trì thu hẹp basic lại rồi hiện tại chỉ khoảng một điểm thôi à, trước đó thì basic khoảng 8-90 điểm thì nó sẽ khiến cho cái thị trường cơ sở và phát sinh hầu như nó không có tương quan được ở, với nhau ở trong phi và cái độ nó sẽ có cái độ trễ nhất định tại khi mà chị để ý tới hai cái nhóm này à, rồi ha à, đó là về thị trường rồi còn phi ngày mai thì mình vẫn sẽ chú ý thứ nhất là về câu chuyện là như em nói rồi à, cái kịch bản là à, chúng ta nhìn lại quá khứ thì ở những cái phiên đầu quý tức là phiên ngày mai là 1 tháng 10 thì thị trường nó thường có diễn biến tích cực thì đó cũng là một trong những cái tiền đề về niềm tin cho mình à, cũng như là về cái quan sát cho mình biết cung cầu ngày mai có thể là cái lượng cầu nó sẽ vượt trội hơn khi mà các công ty chứng khoán nó sẽ mở margin à, nó nới margin trở lại à, và cái thứ hai nữa là gì khi mà chúng ta chú ý cái đó thì mình cũng sẽ biết được cung cầu ngày mai ở các nhóm ngành nó thực tế thế nào à, giờ mình xem xem là nhóm, nhóm ngân hàng đó, nó có phản ứng lại tốt hay không khi mà nó bị đè giá liên tục ở trong những phiên gần đây à, rồi À, và giai đoạn này vẫn luôn luôn à, vẫn tập trung về cái vấn đề là à, là cái tỷ lệ margin của danh mục anh chị bởi vì như em nói với anh chị rồi ở giai đoạn này thực tế nếu mà nói về thị trường thuận lợi là không thuận lợi à, khi mà rất là nhiều những cái yếu tố vĩ mô nó vẫn chưa thực sự ủng hộ à, chúng ta nói là thị trường đã hấp thụ tốt thông tin ở trong tuần qua à, đây là một cái tôi hấp thụ thông tin và như em đánh giá là hiện tại cho tới thời điểm này nó vẫn hấp thụ tốt khi mà những thông tin xấu nó ra à, vẫn được cái lượng cầu cover là cái lượng cung bán ra à, nhưng về cơ bản thì để nói là gì thị trường nó cần một cái yếu tố dẫn dắt hay là nó cần một cái yếu tố bùng nổ bứt phá lên mạnh mẽ ở phía trên thì hiện tại nó vẫn còn thiếu À, vẫn còn rất là thiếu à, nên cái việc phân giải ngân ở đây thì vẫn ưu tiên giải ngân à, với các nhóm ngành được hưởng lợi như em nói rồi à, chúng ta liệt kê qua ở trong các cái video thậm chí là ở trong tuần trước và tuần này rồi à, và những cái à, về cái cổ phiếu ở trong danh mục của mình thì phải cân đối với nó bởi vì khi mà nó phân hóa như thế thì sẽ có những cổ phiếu tăng à, sẽ có những cổ phiếu giảm à, thì mình sẽ cân đối phù hợp làm sao cho cái tỷ suất sinh lời mình đạt được cái hiệu quả tối ưu nhất tất nhiên thì không thể nào mà lúc nào anh chị cũng trong kệ lại cổ phiếu nào anh chị mua cũng tăng À, nhưng mà à, khi mà chúng ta lựa chọn các cái mã cổ phiếu ở trong các nhóm được hưởng lợi thì cái xác xuất dòng tiền kéo vào cái nhóm cổ phiếu đó cũng sẽ cao hơn à, so với các cổ phiếu khác. Rồi đó là về chia sẻ của em về thị trường cũng như là một số cái điểm nhấn ở giai đoạn này à, mà anh chỉ cần chú ý qua ha. À, rồi, à, hiện tại thì Dow Jones Future vẫn đang tăng điểm tốt kể từ cái thời điểm mà điều chỉnh do cái yếu tố thông tin từ Fed. Anh chỉ thấy là ngay cả một cái nền kinh tế, một cái nền chứng khoán lớn như Mỹ nhưng mà các cái yếu tố thông tin thì họ cũng cực kỳ là nhạy cảm. À, bởi vì ở đó người ta sẽ phản ánh ngay là tức ở trong phiên luôn khi mà có một thông tin gì đó quá xấu à, còn việt nam mình thì theo cái trường phái là tin đồn khá là nhiều à, tức là ở trong phiên thì cái cứ nghe tin đồn này tin đồn kia à, nhưng mà nói chung thì à, thị trường nào cũng như thế thôi à, đa phần là tất cả đều xuất phát từ tâm lý nhà tư à, Bị nhà tư nào cũng sẽ gì có những cái tâm lý liên quan tới về tham lam về sợ hãi vân vân à, về hưng phấn à, đó là những cái mà sẽ không ai tránh được à, và ở đâu cũng như thế nên quan trọng là cái cách mà chúng ta xử lý và cái cách mà chúng ta tiếp nhận thông tin à, thì cách tiếp nhận thông tin thì cũng đã chia sẻ trong những cái video đầu tuần rồi rồi bây giờ em sẽ nói một tí về các nhóm ngành hiện tại đi. À, chúng ta nhìn đồ thị ha, thị trường nó vẫn đang dao động được ở trong cái vùng sideways này và cái lực cung ở phía trên là vùng giá tầm là một kịch 350 tới một 360 là cực kỳ lớn khi mà nhiều lần test lại trước đó với khối lượng cao à, nhưng mà nó không vượt qua được. Thì hiện tại khối lượng đã duy trì ở mức rất là thấp rồi, liên tục giảm từ cái thời điểm mà thị trường điều chỉnh ở đây. Thì nó liên quan tới là giai đoạn à, chốt quý náp À, chốt náp của quý cuối này quý ba này thì mình sẽ theo dõi trong phiên ngày mai thanh khoản sẽ cải thiện lại cho mình xem nó theo chiều hướng nào à, nếu mà ngày mai vẫn là một phiên khối lượng cao nhưng mà giá lại không tăng được hay là thị trường nó vẫn duy trì đi xa quay ở đây thì cái độ rủi ro tức là biên độ hẹp á biên độ hẹp mà khối lượng lại cao đột biến á, thì cái đó cái xác suất à, mà thị trường có những nhịp điều chỉnh tiếp tục là cao là cao bởi vì khi đó nó cho thấy được ở phía trên nó vẫn còn một cái lực cung chốt chặn là một cái lực cung chặn là cái đà tăng giá nó chỉ để chúng ta nhìn cái đồ thị mà khối lượng theo giá đây, ở từng cái vùng giá này thì hiện tại vô tình cái vùng giá tầm 1250 1280 ở đây á, bảy à, 1270 ở đây á, thì nó là cái vùng mà có khối lượng dịch cực kỳ lớn à, cái vùng đại, đỉnh cũ trước đó đây à, cái vùng đỉnh ở phía bên này nè thì bây giờ ở đây khi mà giai đoạn trước đó nó tích lũy sai quay lại ở đây một thời gian dài mà lại không vượt qua được thì bây giờ để vượt lại được cái cản này chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian và như nói với anh chị rồi để vượt được những cản này thì chắc chắn nó phải cần một cái nhóm ngành đủ mạnh à, chiếm tỷ trọng đủ lớn thì đó sẽ là nhóm ngân hàng À, nên đó lý do vì sao mà em nói là nhóm ngân hàng nó sẽ mang yếu tố là quyết định về xu hướng. À, còn nếu mà nhóm này nó vẫn vận động thiếu thiếu dòng tiền như thế, à, chỉ có một số cổ phiếu đơn lẻ có câu chuyện riêng, những cái media riêng về tăng vốn hay là về các yếu tố nước ngoài, nước ngoài vân vân à, có thể tăng giá được nhưng mà về các bạn nó không có sự đồng thuận thì nó sẽ không bền. Bởi à, vì được, à, cái việc mà chỉ tăng giá đơn lẻ thì có thể là ngày hôm nay có thông tin, ngày mốt có thông tin nhưng mà sau giai đoạn sau này nhau tới họ không có thông tin nữa và không có một điểm tựa nào hết thì khi đó cũng sẽ cực kỳ khó để cho giá cổ phiếu duy trì được cái mức cao. Rồi đó là cái vùng kháng cự này ha đây là vùng kháng cự mạnh của mình đi chỉ có phải là vùng kháng cự yếu chúng ta cũng sẽ chú ý thêm à, còn về cái đường xu hướng thì chúng ta vẫn để ý rồi à, chúng ta sẽ có hai đường xu hướng hiện tại là đường xu hướng kéo dài từ cái đáy tháng 4 năm ngoái và đường xu hướng kéo dài từ tháng một năm nay thì hiện tại trong ngắn hạn thì cái đường xu hướng chín tháng này chúng ta vẫn đang duy trì được và cái vùng hỗ trợ dưới này là vùng hỗ trợ tầm là một nghìn ba Đấy, và trong những phiên tới nếu mà thị trường vẫn duy trì được ở trên mức 320 này thì nó vẫn sẽ duy trì được cái xu hướng tăng của nó ở trong trung hạn ở đây còn về dài hạn một xíu thì mình sẽ chú ý cái mốc là tầm một nghìn hai trăm năm mươi một hai ở phía dưới này thì cái nha em em sẽ không kỳ vọng về cái bốc này à, tuy nhiên trong bối cảnh nếu mà dòng tiền như em nói rồi nó không quay trở lại được với giống ngân hàng à, thì khi đó nếu mà ngân hàng nó có một cái nhịp chiết khấu về giá thì có thể là thị trường nó sẽ tìm tới những cái vùng à, cái lượng cầu ở phía dưới để hấp tụ cái lượng cung bán ra ở phía trên này À, còn về cơ bản ngắn hạn thì hiện tại mình, sẽ, mình vẫn sẽ theo dõi hai cái mốc là một 330 và một 350 mình xem xem là có duy trì được ở trong cái mức chỉ số này hay không à, nếu mà quay về dưới một 330 thì cũng sẽ khá là xấu à, khi đó sẽ khả năng cao sẽ về lại một 300 để kiếm cung để, để kiếm cái lượng cầu để cân lại cái lượng cung bán ra ở phía trên đó rồi à, thì đó là về thị trường mình nói sơ như vậy và chúng ta nhìn một tí về vn 30 hiện tại thì vn 30 nhìn chung nó vẫn đang ở trong một cái giai đoạn xe quay tương tự như là vn index thôi À, nhưng mà có cái điểm là gì? Vn30 thì hiện tại nó khỏe hơn khi mà di động vừa rồi nó test là cái đáy thứ hai khá là tốt này, cái đáy đầu tiên này sao nhịp rơi vừa rồi và cái đáy thứ hai nó cũng quay về đúng cái vùng này à, và đây là cái vùng hỗ trợ khá là khỏe của nó thì về đây là có cái lượng cầu đợi giá rồi. À, thì bây giờ nó sẽ tiếp tục tiệm cận lại cái vùng neckline ở phía trên là tầm 1465. Thì một nghìn bốn Trong bối cảnh nếu mà nó vượt lên được cái biên trên này qua một nghìn bốn thì có thể nó sẽ kéo được cái dòng tiền vào nhóm vn30. Anh à, chỉ thấy tại sao cái vùng này là cái vùng kháng cự mạnh anh chị biết không? À, bởi vì cái vùng này nó chính là giao thoa giữa cái vùng đây là cái vùng nền trước đó của vn30 nếu chị nhớ thì cái giai đoạn này là cái nền này nè cái vùng mà cái giai đoạn mà vn 30 nó xây nền ở đây thì rất là nhiều những cổ phiếu ngân hàng giai đoạn đó đang xây nền ví dụ những cổ phiếu như là Tết cơm đoạn đó này à, chị thân nó cũng đang xây nền ở đó à, mb này à, cũng có xây nền ở đó rồi thậm chí là có những phim Rector bị fail luôn acb này à, cũng đang xây nền ở đó thì với cái việc mà nhiều cổ phiếu ngân hàng ở đây xây nền ở cái giai đoạn đó của vn 30 như vậy thì chị thấy rõ ràng là gì à, cái việc vượt lại ngay cái việc mà nó bước lên ngay là sẽ khó nên nó đã liên tục test lại hai lần rồi và đây là lần thứ hai À, nó vượt lên trên nếu mà nó vượt được cái vùng kháng cự trên này lên quan tâm là 1466 thì có thể cái dòng tiền nó sẽ tự tin hơn ở à, trong các cái vấn đề giải ngân bởi vì khi đó cái mốc này sẽ trở thành là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu đây chúng ta kéo dài cái mốc này qua à, thì khi đó sẽ thành đó sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ cổ phiếu thì nó cũng sẽ an toàn hơn cho nhà tư tham gia ở giai đoạn phía sau à, còn bây giờ thì cứ tố dòng tiền nó vẫn còn rất là hẹp khi mà thanh khoản vẫn duy trì ở mức rất thấp như ngày hôm nay à, thanh khoản nó chỉ duy trì ở mức dưới trung bình à, và thậm chí rất là thấp ở trong nhóm ba 30 À, phía ngày hôm nay là một cái nến doji đóng cửa mức gần như là thấp trước ngày thì cũng cho thấy được là cáp lực cung ở phía trên là có và như em đã nói rồi thì ngày hôm nay cái cung cầu nó không nó tự, nó không có tự nhiên lắm nó không có được phản ánh thực tế lắm Ê, nên cái phiên ngày mai có thể là gì nó sẽ thực tế hơn rất là nhiều để mình chú ý được cái yếu tố cung cầu là như thế nào À, tiếp theo là mình theo dõi một xíu về các cái nhóm ngành đi. Ngày hôm nay thì các nhóm ngành cổ phiếu tăng tốt thì mình để ý qua ví dụ như có nhóm bán lẻ ngày hôm nay cổ phiếu như là FRT này, ngày hôm nay tăng có khối lượng đi kèm. Thì những phiên tăng thế này nó cũng khá là bền à, với cái việc mở gáp ra đi kèm khối lượng cao. Nhưng mà thông thường thì đa phần sẽ có nhiều test là hàng tới cộng thôi và cái vùng kháng cự trước mắt của con FRT ngày hôm nay nó chưa vượt được. là cái vùng kháng cự đỉnh cũ quanh giá tầm là 48. À, chị chú ý cho em ở trong những phiên tới mình xem là nó test là cái mức 48 như thế nào. À, còn về cơ bản thì FRT hiện tại vẫn sẽ được hưởng lợi từ câu chuyện là gì? À, tháng tháng tới là cái iPhone 13 cũng sẽ ra mắt ở Việt Nam thì cái đó cái lượng tiêu thụ iPhone 13 à, sẽ giúp cải thiện phần nào đó về doanh thu của doanh nghiệp này nhưng chúng ta ở những giai đoạn trước đó thì ở giai đoạn cuối năm thì FPT thường có những con sóng khá là mạnh à, ví dụ tháng 12 2020 này thì FPT có con sóng tăng điểm rất là tốt khi mà giai đoạn đó nó cũng có liên quan tới gì à, với cái việc là thúc đẩy từ dân số tăng trưởng của iPhone vân vân thì như em nói với anh chị là à, thường là giai đoạn cuối năm là các doanh nghiệp bán lẻ họ sẽ được hưởng lợi nhiều bởi vì nó cận tết à, cận tết thì cái lượng tiêu thụ cái cái người tiêu dùng người ta có nhu cầu sẽ nhiều hơn so với lại trong năm À, nó sẽ có những thời kỳ là cao điểm à, tiếp theo là với à, ngày hôm nay có bet này cũng là một cổ phiếu khá là tương đồng với lại frt nhưng mà nó yếu hơn một xíu và cái điểm yếu của nó đến từ việc nó gãy nền tức là ngày hôm trước đã gãy nền ở phía dưới này à, thì ngắn hạn đây là, phải là một vùng hỗ trợ nó chạm vào đúng cái vùng hỗ trợ m 50 mươi nó bật lên thôi thì em nghĩ là nếu mà có hàng thì em theo dõi tiếp nếu mà giá cổ phiếu nó quay về được cái vùng ở phía trên này á nó quay về được cái vùng giá tầm là 26.7, 26.8 ở đây nè thì nếu mà nó vẫn giữ giá được ở trong cái biên này ở trong vài phiên tới mà nó dao động được ở đây thì có thể là nó sẽ quay về được cái vùng nền ở phía trên à, thì cái nhịp đánh gãy này nó sẽ đóng vai trò là một cái nhịp rũ nền à, đánh rũ nền thì đối với những cổ phiếu mà đánh rũ nền thì cái độ tin càng cũng sẽ cao hơn bởi vì nó cho thấy được là gì cái lượng cung đã bị loại bỏ được ở trong cái nến này rồi ở trong cái nhịp điều chỉnh này rồi à, thì khi đó nếu mà giá cổ phiếu nó quay về nền ở phía trên này thì mình có thể canh tham gia ở biên dưới của cái nền đó là quanh giá tầm 26 8 À, nhiều cổ phiếu hóa lớn hơn như là MWG, BNG, BNG thì có thể là được kỳ vọng uh, sau đại dịch. À bên cạnh đó thì à, đám cưới, đám tiệc cũng đang được bắt đầu mở lại thành phố Hồ Chí Minh rồi. Đó cũng là một cái tiền đề à, cái lượng tiêu thụ trang sức có thể là vẫn sẽ cao hơn. Tất nhiên thì BNG là một doanh nghiệp mà về mặt hàng xa xỉ thì nó sẽ gặp khó khăn rất nhiều so với doanh nghiệp về tiêu dùng. À nhưng mà mình vẫn có thể đánh giá được cổ phiếu này thì uh, theo cá nhân em thì có thể là nó vẫn sẽ được phục hồi à, tương đối là mạnh mẽ ở giai đoạn sau đại dịch. À, 2022 có thể tốc độ tăng trưởng duy trì được ở mức khoảng 20% năm nay thì có thể là BNC nó không gọi là gì, à, nó không lường trước được cái chủng à, cái chủng Delta cũng như là nó à, nó không lường trước được cái tác động giãn cách kéo dài của Covid nên đầu năm thì à, hội đồng quản trị BNC cũng đặt ra cái tốc độ tăng trưởng doanh thu năm nay là khoảng 20% à, thì có thể năm nay sẽ chậm lại một xíu do cái yếu tố là về à, về thị trường cũng như là cái yếu tố cung cầu nó không hỗ trợ À, nhưng bắt đầu có thể là tháng 1 năm 2021, à, 2022 thì em nghĩ là nó sẽ à, cái tốc độ tăng trưởng nó sẽ cải thiện được tốt hơn. À, thì khi đó em nghĩ là cái cái tiềm năng của biên ở giai đoạn sau đó sẽ được đánh giá một cách rõ ràng hơn bởi cái tối giông tiền. À, rồi à, thì chúng thì à, nhóm bán lẻ là một là nhóm mà gì cái cái cái, cái doanh thu của họ, cái doanh số của họ phụ thuộc rất nhiều vào cái lượng nhu cầu về tiêu dùng. cái lợi thế của nhóm bán lẻ là nó sẽ khó bảo hòa À, tức là nếu mà nó duy trì được cái tốc độ tăng trưởng cũng đều và khi nó bảo hòa thì cái tốc độ tăng trưởng cũng sẽ cao hơn so với những doanh nghiệp khác à, ví dụ nếu mà nó đạt được công suất tối ưu rồi thì có thể là bán duy trì được tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng từ tám đến mười mà đối với doanh nghiệp khác doanh nghiệp sản xuất á, thì chỉ biết được là gì là nó phụ thuộc rất là nhiều vào những cái máy móc thiết bị nên khi mà công suất đã tối ưu rồi thì nó cũng sẽ không thể tăng trưởng mạnh như vậy được mà có thể hàng năm nó chỉ tăng trưởng là nhờ mà lạm phát thôi à, nên cái 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 giai đoạn ở phía sau này thì những cổ phiếu mà liên quan tới doanh nghiệp bán lẻ thì mình cũng có thể chú ý nhiều à, bởi vì nó được hưởng lợi rất là nhiều khi mà cái nhu cầu người dân à, nó sẽ quay trở lại rồi à, hay là những nhóm cổ phiếu khác ở giai đoạn này ví dụ mình thấy được là về à, ngày hôm nay thì chúng ta còn có một số cổ phiếu bất động sản à, một số những cổ phiếu về về năng lượng và dầu khí dầu khí thì à, chung nó tăng lên một phần là do cái tối dòng tiền cũng đang tương đối tích cực ở trong phiên trước đó tức là cái phiên break ngày hôm trước thì phiên ngày hôm nay là phiên t2 hàng về thì có thể phiên ngày mai thì cái lượng cung cầu sẽ phải ăn tốt hơn và cái vùng kháng cự ngắn hạn tại cái BBS và đâu quanh giá tầm là 29.5 đây, là cái vùng kháng cự đỉnh cũ của nó. Thì với cái việc mà test lại hai phiên gần đây khối lượng di trì cũng ở mức trung bình, tức là cho thấy là cái lượng cung thực tế là vẫn cao, chứ không phải là thấp so với giai đoạn trước ở đây. Khi mà test lại ở nhịp này thì khối lượng di trợ ở mức thấp, nhưng mà ở gần đây thì khối lượng vẫn cao. thì mình theo dõi thêm phiên ngày mai nữa mình xem xem là ngày mai có giữ được cái mốc hỗ trợ lại quanh ta giá, giá tầm 27.7 hay không. anh nếu mà giữ giá được trên mốc 27.7 thì mình có, mình có thể follow được tiếp ở giai đoạn phía sau này. À, nhìn chung thì đối với bps thì xét về mặt À, bằng chung khi mà giá dầu tăng lên như vậy á và cũng như là giai đoạn sau đại dịch á thì có thể là vẫn được hưởng lợi khi mà nhu cầu về năng lượng à, nhu cầu về sản xuất kinh doanh nó cũng sẽ mở à, mở rộng rất là nhiều à, thì khi đó mình cũng sẽ chú ý tới cái nhóm cổ phiếu này được à, còn đặc tính quan trọng của nhóm này là nhóm đầu cơ nên khi mà chị tham gia thì chị cũng sẽ nên có cái tái gạch đặt ra cho mình à, ví dụ kháng cự hiện tại của BBS là quanh giá tầm là 30.5 31 thì cũng có thể là gì à, mình canh những cái điểm mình check profit mình chốt lời với các cổ phiếu này ở phía trên khi mà cái lượng cung ở phía trên vẫn còn dày à, bằng chứng là nếu mà giá lên đó mà chị thấy khối lượng ở như mức cao á, thì cái độ đủ 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 sẽ tương đối là cao À rồi, à, tiếp theo là với BSR. À, tương tự với BSR hay là chúng ta có BVD đa phần đều đang test là T3 ở trong phiên ngày mai. À, mình sẽ theo dõi vận động ở trong phiên ngày mai ví dụ như BVD thấy được là hai phiên gần đây thậm chí là khối lượng nó bằng với là cái phiên bùng nổ luôn. À, cho thấy được cái lượng cung thực ra là vẫn lớn. Bởi vì nếu mà thường những phiên test tạo thế này mà cái lượng cung nó càng bé càng tốt. À, nhưng mà khi test tạo thế này cái lượng cung ở phía trên là vẫn lớn cho thấy được cáp được cung gần cái kháng cự này nè à, là khá là dày. À, đó cũng là một cái mà em nghĩ là nó sẽ cản trở cái đà tăng của cái cổ phiếu này ở trong ngắn hạn. À, nhưng mà nhìn chung thì đây vẫn là nhóm được hưởng lợi bởi câu chuyện về giá dầu và hiện tại thì giá dầu vẫn đang tăng. À khi mà Trung Quốc họ đang thực hiện các chính sách liên quan tới bảo vệ môi trường thì nó sẽ khiến cho cái cái nhu cầu của thế giới đang vượt trội hơn so với lượng cung ở trên thế giới này với nhiều cái mặt hàng khác nhau. Và đối với dầu khí thì họ phụ thuộc nhiều vào OPEC hơn. À tiếp theo là với nên đối với em thì có hàng vẫn follow được, và phiên ngày mai là phiên thứ ba hàng về, chỉ để ý cho em nếu mà phiên ngày mai duy trì lại khối lượng tương đối vừa phải, đó, ví dụ như cái hỗ trợ hiện tại dưới này của BSR là vùng giá tầm là 19.5, nếu mà ngày mai nó có test lại trong phiên 19.5 tốt, khối lượng duy trì ở mức tương đối thì mình có thể cân nhắc được với cổ phiếu này. À, tiếp theo là với một số cổ phiếu khác thì vận tại biển này chúng ta có BBT. BBT thì khả năng ngày mai là phiên test lại cung, à, gần đây thì khối lượng phục hồi duy trì ở mức thấp thì chưa thấy được là cái lượng cầu lên nó vẫn không đồng thuận nhiều. À, nhưng mà nếu mà xét về mức định giá cũng như là xét về triển vọng thì cái ngành vận tải logistics á à, nó cũng sẽ được kỳ vọng nhiều ở sau dịch đại dịch vừa rồi à nhìn chung thì cái giá đánh giá thì đối với cổ phiếu này em về vẫn sẽ theo dõi được tiếp ở trong bối cảnh ở trong trường hợp mà em nghĩ là khi mà cái lượng cầu nó không đủ sức để chấp nhận nó vượt lên trên là cái vùng nền này bị trước đó đe xây này khi mà đánh thủng xuống nền rồi nó sẽ, tốn một nó sẽ có một cái lượng cung đang kẹp hẹp ở phía trên đấy thì để mà loại bỏ được cái lượng cung này thì có thể là em nghĩ test lại thêm một cái đá thứ hai nữa test là cái đá thứ hai ở phía dưới này lên quanh giá tầm là 21 mươi một năm hai thì khi đó mà có thể mình cân nhắc mình giải ngân được với các cổ phiếu này đấy, trong ngành vận tải biển thì còn có BVB nữa BBB thì theo em cũng là một cổ phiếu mà cái mức định giá hiện tại còn tốt nhưng mà chỉ có điều là cái cái giá cổ phiếu nó biến động tương đối lớn biên độ vẫn còn lớn trong phiên và khối lượng của cổ mức cao à, thì đó cũng sẽ tương đối là rủi ro nhưng mà về các bạn thì đánh giá là cổ phiếu này cái độ cái nền tảng các bạn cũng tương đối này cũng tương đối là ổn định và nếu mà so với lại BVT thì cái mức định giá hiện tại cũng cái mức BE ở mức là khoảng 5 thôi năm trăm ít thôi sáu ít thì nó vẫn còn khá là hấp dẫn đối với các nhóm ngành này à, tiếp theo là với à, vì ngân hàng thì mình nói sơ nhiều lần rồi ngân hàng tới ngày hôm nay thì nó cũng không có quá nhiều cái nội trội ví dụ S Techcombank thì ngày hôm nay là bị đè giá cuối phiên khi mà giá chạm về cái mốc MA50 là quanh giá 50.3 thực tế là giai đoạn này cái nhóm này nó đã bước lên nhiều lần hai ba lần rồi nhưng mà là cái lượng tiền lại không kéo vào chung quy với lại cái nhóm này mà chỉ có một số những cổ phiếu đơn lẻ như là TB ấy, hay là như là một số cổ phiếu khác để tăng được thôi đối với em thì sẽ tôi nói là khó À, mình, sẽ, theo dõi cái mốc hỗ trợ phía dưới này của Techcom và là vùng hỗ trợ lên quanh giá tầm là 48.8 đây là cái vùng hỗ trợ mà nó sẽ đợi giá Techcom cơm ở nhịp test sau đó thì khả năng có thể là có nhịp test lại đá thứ hai ở đây là cái đó là thứ hai và cái vùng kháng cự hiện tại là quanh giá tầm là 51.5 thì mình xem xem nó có vượt qua được những cái biên ở phía trên này hay không à, xem như thế nào à, để mình có thể có được cái tiền đề tốt nhất đối với em Tacker hiện tại mức chiếc khấu giá đây tốt so với lại mức định giá của nó rồi à, MB cũng như vậy thôi. MB thì hiện tại cũng đang xoay quay lại phía dưới này. À, kết quả kinh doanh của MB ở trong quý 3 khả năng sẽ cao và nó sẽ có thể là đâu đó lân quanh bằng so với cùng kỳ. À, đó với em so với lại các cái quý trước và nó tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. đối với em thì ngân hàng như em nói với chị đầu video rồi. thực tế đối với em thì nhóm này nó vẫn bị hưởng lợi, à, vẫn bị ảnh hưởng thôi. nhưng mà nếu mà như em nói lúc nãy về câu chuyện tăng trưởng GDP á, thì anh chị phải hiểu bài chắc thế này nè. là khi mà thị trường không một kinh tế, á, khi mà cái nền kinh tế chúng ta đi từ suy thoái đi từ cái đáy của suy thoái đi lên, à, tức là khi các cái cái doanh nghiệp bắt đầu họ phải khôi phục sản xuất kinh doanh á, thì khi đó hầu như ngân hàng là bên được hưởng lợi nhiều nhất. bởi vì họ sẽ được hưởng lợi rất là nhiều Đấy, từ khoảng, các khoản vay vân vân. À, từ đó thúc đẩy cái tăng trưởng về tín dụng của họ. À, cũng như là hiện tại đối với các doanh nghiệp mà họ đã có tỷ lệ cái tỷ lệ dự trữ á, tức là dự phòng về nợ xấu á. À, ở mức cao rồi á, thì nghĩ cũng sẽ không lo lắng quá nhiều tới cái chính sách ở trong năm tới rồi tiếp theo là với uh, BB này BB cũng như anh chị quan tâm về câu chuyện cổ tức này Và đối với em thì anh chị phải lưu ý cho em một điều là khi mà chi cổ tức với khối lượng càng cao á, thì cái cái lượng hàng về á, nó sẽ khiến cho giá cổ phiếu càng khó lên bởi vì như nói là cái lượng cung ngoài nó càng nhiều nha chị để ý tại sao VND một thời gian qua nó vẫn giữ giá đó hay là thậm chí hòa phát đã mất thì rất lâu rồi. Hòa à, phát từ thời điểm mà nó phát cổ tức về tới bây giờ tức là tới thời điểm mà nó bước lên được cái mốc 52 thì nó cũng mất khoảng tầm à, từ tháng 7 à, cho tới điểm hiện này là khoảng 2 tháng hơn hai tháng hơn à, thì mình cũng sẽ tương đối là khó ở giai đoạn sau này để, à, đối với những cổ phiếu mà chị thấy được đó. À, ví dụ như là những doanh nghiệp à, một số doanh nghiệp vậy như là à, Hòa phát ở giai đoạn này à, nhìn chung thì à, hiện tại à, cá nhân chúng ta thì ta vẫn sẽ ưu tiên đối với các doanh nghiệp mà nó đang có nền tảng cơ bản tốt, à, tích lũy tốt để mình tham gia giải ngân cái an toàn nó cao hơn À, còn nếu mà xét về các doanh nghiệp mà như em nói với anh chị là nếu mà nó không có một bức tranh tăng trưởng tốt hay là uh, các cái yếu tố liên quan tới hưởng lợi của nó chỉ lợi ngắn hạn thôi không được kéo dài trong năm tới thì em nghĩ là chúng ta chỉ ưu tiên về lướt là chính à, còn đầu tư thì vẫn nên xem triển vọng của nó ở trong khoảng là cuối cuối năm hay là thậm chí là giai đoạn 2021, à, 2022, 2022 thì nhiều anh chị nói với em là liên quan tới câu chuyện là về nợ xấu của ngân hàng thì như em nói rồi uh, đó là lý do vì sao chúng ta sẽ lựa chọn các cổ phiếu ngân hàng mà nó có được cái tỷ lệ bao bao phụ nợ xấu tốt uh, thì khi đó có thể là hỗ trợ cho lợi nhuận các ngân hàng này À, ở trong giai đoạn 2021 có thể bị ảnh hưởng nhưng mà 2022 nó sẽ bị ít ảnh hưởng hơn rất nhiều à, bởi vì chúng ta đã trích lập hết rồi à, chúng ta sẽ có một cái phòng một cái khoản phòng vệ cho tài khoản của mình à, tiếp theo là với nhiều ngân hàng khác thôi như là về ngân hàng nhà nước như việc công ban này à, thì về công ban ngắn hạn có thể là về test lại cái vùng hỗ trợ dưới quanh 96 bởi vì cái lực bán ngày hôm nay cũng tương đối là lớn đối với thì cổ phiếu này nó vẫn không có một cái xuống nào quá cụ thể, đâu mà nó vẫn đang ở cái vùng xa quay thôi khi mà giá cổ phiếu duy trì được cái vùng nền nó thôi à, cái lượng nhà tôi kẹp hàng về cơ bay nó cũng tương rất là nhiều và về cổ phiếu này thì do cái đặc tính là cổ phiếu điều tiết đó. nên cái việc kéo cổ phiếu này cũng sẽ rất là khó à, kéo đạp quá mạnh thì rất là khó anh à, nên cũng sẽ theo dõi thêm ở giai đoạn sau này à, cái vùng kháng cự bên dưới này à, là vùng giá quanh chấm tầm 96 sáu à, thì mình xem xem để mà test về cái biên này à, thì mình có thể cân nhắc được với cổ phiếu thì à, về bay thì vẫn là một cổ phiếu mà biến động ngắn hạn nhiều hơn là biến động ngắn hạn nhiều hơn thôi. Còn về dài một tí thì sẽ hơi khó rồi. À, tiếp theo là với những cổ phiếu như là BIDV cũng như thế BIDV thì nó cũng tệ, tức là hơi hơi yếu so với thị trường. nhưng nói với anh chị là những cổ phiếu ngân hàng nhà nước thì mà bằng chung của nó là hơi yếu rồi, à, cũng sẽ khó khăn rất là nhiều. À, rồi, đó là về à, những ngân hàng như Công Thương ngày hôm nay. À, Công Thương thì hiện tại đang test là cái vùng hỗ trợ dưới này là vùng hỗ trợ đáy cũ là 30.1 Đấy, Và trong bối cảnh nếu mà nó không giữ được cái mốc này thì khi đó cái lực bán tháo có thể kích hoạt được bởi một cái lượng lớn nhau tôi đang cầm hàng, à, một cái lượng lớn nhau tôi đang ở đây. À, nên chị cũng sẽ lưu ý cho em ở à, cái vùng hỗ trợ phía sau này à, thì mình theo dõi xem cái cung cầu thế nào và nó cũng đã test lại cái tức là ngày hôm trước đã test là cái đỉnh thứ hai thất bại này dòng tiền ở đây vẫn còn rất là yếu anh chị để ý. Đó. tức là cái phiên bật lên của CTG thì hầu như không có tiền vào dòng tiền vẫn còn rất là yếu thì nó sẽ khiến cho cái cái tiền đề ở phía sau cũng sẽ khó khăn hơn với cổ phiếu này à, thì mình theo dõi thêm là giai đoạn sau đối với các cổ phiếu ở ngân hàng nhà nước thôi và em vẫn kỳ vọng là nhóm này nếu mà có cái nhịp chiết khấu tốt thì khi đó mình tham gia sẽ dễ dàng hơn và cái tỷ suất sinh lợi của mình cái kỳ vọng của mình cũng sẽ cao hơn à, so với cùng kỳ À, tiếp theo là với nhiều doanh nghiệp khác ở trong ngành ví dụ như là về thép thì ta có hòa phát ngày hôm nay phiên ngày mai là phiên T3 hẹn về thường như test là T3 sẽ có test lại biên dưới này vùng giá tầm 52 à, 52.5 năm à, thì mình chú ý trong phiên ngày mai mình sẽ thế nào ở à, với hoa sen thì cũng vậy hoa sen ngày hôm trước y chang cái nhịp mà nó quay về test cái mốc là 43.5 vậy đó thì ngày vừa rồi nó cũng quay về cái mốc này và nó test là cái đá thứ hai này thậm chí là cái thứ nó đá thứ ba thì cái đá thứ nhất này là đá thứ hai này thì mình xem xem là cái đường neckline của nó chứ là cái đường cổ của nó nó cũng sẽ trùng với lại cái đường Fibonacci là tám phần trăm Ê, thì quanh cái mốc này là 48.7 thì có thể sẽ chịu cái lực bán nhất định. À, thì mình sẽ chú ý cho em cái nhịp bán ở phía sau này. À, mình xem xem mà cổ cổ phiếu đó phải ứng thế nào đối với cổ phiếu. Rồi, à, đó là về hoa sen. Nên chung thì hoa sen hay nam kim á, là theo cá anh em là biên lợi nhuận gộp của nó đã bắt đầu giảm dần rồi khi mà cái lượng hàng tồn kho đã tiêu thụ gần hết. Nó tức là nó cũng đang tiêu thụ dần cái lượng hàng tồn kho đó. Thì trong bối cảnh mà nếu mà trong năm tới thì à, khi mà nó không À, khi mà nó không còn được hưởng lợi nhiều bởi câu chuyện về trên lệch giá thép nữa thì khi đó cái độ rủi ro của những doanh nghiệp này cũng sẽ tương đối là cao à, tôi đó là cao và tất, tất, nhiên trong ngắn hạn thì mình vẫn sẽ kỳ vọng nhiều vào doanh nghiệp như là hòa phát như là à, nam kim vân vân à, doanh nghiệp đó thì sẽ được hưởng lợi lâu dài à, từ cái chính sách đầu tư của chính phủ à, thì em đánh giá là mình sẽ theo dõi kỹ đây à, kỹ lưỡng cái giai đoạn phía sau này đối với các cổ phiếu đặc biệt là những cổ phiếu mà đang tăng vượt đỉnh cũ thế này à, thì mình sẽ dõi các cái vận động của nó về cung cầu mình xem nó test lại cái biên dưới thế nào bởi vì thường nó sẽ có test lại thôi và khi đó sẽ là thời điểm mình sẽ cân nhắc mình gia tăng à, mình thêm với các cổ phiếu đó à, rồi nhưng mà hòa phát cũng vậy thôi, hoa sen cũng như vậy thôi, hoa sen thì buồn khé cự ngắn hạn là buồn khé cự lên quanh giá tầm 48 test lại đã thứ hai là chị đâu thì vùng kháng cự trên là giá tầm 47.9 48 ấy. nếu mà vượt lại kênh trên thì cái lượng cung cái lượng cầu nó sẽ đua vào mua rất là nhiều đưa vào mua nhiều hơn cái nam kim cũng vậy là nam kim thì nó hơi giống cô cầu hoa sen một xíu nhưng mà về các bạn chị thấy nó cũng quay về test nền cũ này sau đó bước lên lại sau đó bước lên lại thì mình chú ý cho em cái vùng kháng cự ngắn hạn hiện tại là quanh giá tầm là 46 ở quanh đây à, sẽ có cái lượng cung bán ra tương đối ha rồi đó là về thép thì ngân hàng à, về chứng khoán thì mình nói sơ với ngày hôm nay duy trì được cái xác xanh của nó giá đóng cửa ngày hôm nay duy trì được ở trên cái mức em 50 ngày thì cũng tương đối tốt rồi Bởi vì về cơ bản thì À, hiện tại thì đây vẫn là một trong những cái mà chúng ta cần lưu tâm khi mà những cái yếu tố về à, về thông tin của doanh nghiệp à, đặc biệt là công ty chứng khoán thì thông tin liên quan tới tăng vốn á, nó cũng đã được à, bơm ra ngoài khá là nhiều. À, thì khi đó chúng ta cũng sẽ chú ý hơn tới cái động lực tăng trưởng sau này của các cổ phiếu chứng khoán. Bởi vì thực tế như em nói với anh chị rồi, tức là về cái cái lợi nhuận của các công ty này á, ở trong giai đoạn tới thì có thể sẽ ở trong cái giai đoạn mà à, mùa dịch vừa rồi, á, ở giai đoạn quý ba vừa rồi thì có thể là vẫn tăng trưởng tốt, tức là vẫn tương đối thôi. À, nhưng mà về cơ bản thì nó vẫn sẽ còn rất là nhiều điều. Ê, mà đối với các cổ phiếu này khi mà giữ giá quá lâu ở đây nó cũng sẽ kéo theo cái lượng cung, à, cái lượng nhà từ cá nhân đều bán rất là nhiều ở giai đoạn này à, nó sẽ hơi khó một xíu à, đối với các cổ phiếu chứng khoán ở đây nên đối với em thì hiện tại nếu mà có hàng thì mình có thêm follow được với các hàng khả dụng đó à, nhưng mà để nó mua mới thì em sẽ, sẽ ưu tiên à, mua khi mà các cổ phiếu đã confirm là cái biên trên hay à, hoặc là khi mà gì à khi mà các cổ phiếu này nó có những cái yếu tố tích lũy để quay trở được quay trở quay trở lại được cái nền ở phía trên tích lũy hoặc là kéo được cái dòng tiền vào à, thì nó sẽ dễ dàng hơn cho mình ở giai đoạn sau đó. À, tiếp theo là với những cổ phiếu như là chứng khoán HCM này HCM khả năng test là đá thứ hai à, quanh giá tầm 50.5 51 ở phía dưới này đây à, là với VND cũng vậy VND thì ngày hôm trước cũng xây nờ nhưng mà test là đỉnh thứ hai thất bại này à, đa phần đều đa phần giai đoạn rồi rất nhiều định à, cổ phiếu test đỉnh thứ hai thất bại và thậm chí đánh gãy luôn cái đường headline thì chỉ phải chú ý cho em là cái cổ phiếu đó thì cái xác suất của nó à, là khi mà đó khi đó đủ đo thì sẽ tương đối là cao à, đối với giai đoạn này à, rồi À, thì à, đây là vùng hỗ trợ, ở à, trên là vùng kháng cự thì mình xem sẽ là vận động cái vùng hỗ trợ cái nền cũ ở phía dưới của nó là 49 50 này. Ta à, mình xem như thế nào. À, rồi tiếp theo là với TS uh, cũng như vậy, thế SAS thì cái gì phục hồi này nó không quá mạnh mẽ được nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là di động nó đã gãy nền à, gãy cái vùng nền ở bên trên này thì khi mà gãy như thế này thì sẽ rất là khó để bật lên được ngay mà nó sẽ có một uh, sẽ cần một cái tối dùng tiền để thúc đẩy về giá cho nó. Hay là BCA cũng đang ở hỗ trợ năm rồi. Rồi à, nếu mà anh chị đang cầm hàng thì mình chờ xem là uh, phải ứng thế nào ở giai đoạn sau đó thôi. À, tiếp theo là với uh, À, nếu mà phải tích cực thì mình có thể kỳ vọng được ở giai đoạn sau nhiều hơn. Còn ngắn hạn thì em nghĩ là cái kết quả của chúng ta, cái nền kinh tế của chúng ta cũng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở trong năm tới, ở trong đầu năm tới thì sẽ ổn định hơn. Rồi tiếp theo là với doanh nghiệp khác, à, doanh nghiệp mà chúng ta có thể thấy được là rất là nhiều sự quan tâm với dầu bán lẻ mình nói rồi, à, dầu khí mình nói rồi, à, thì mình có thể chú ý thêm một số nhân vật khác ở giai đoạn à, phía sau này. Nói chung thì à, ở giai đoạn này đa phần À, đa phần các cái nhóm ngành à, đa phần các nhóm ngành chúng ta cũng sẽ cần theo dõi rất là kỹ bởi vì như nói với anh chị là nó phụ thuộc nhiều vào cái sự hưởng lợi của các nhóm ngành này ở sau đại dịch và chúng ta thấy được những doanh nghiệp mà chúng ta liệt kê ra bất động sản này về à, về dân sinh về thương mại vẫn được hưởng lợi dân sinh thì có thể là sẽ đẩy mạnh được tốc độ bán hàng và trong những quý đầu năm phải chạy cái bi hay à, còn về khu công nghiệp thì như em nói rồi nó sẽ được hưởng lợi từ cái dòng tiền dòng vốn fdi nhiều hơn so với các cổ phiếu khác hay à, đó chung chung là mặt bằng chung là như vậy khi mà đánh giá vào các nhóm ngành này à, ví dụ như đối với nhóm À, chứng khoán à, thì những cổ phiếu như là Visa đang ở vùng hỗ trợ dưới này nè vậy theo dõi cái nhịp bật ở đây, à, qua cái vùng hỗ trợ V50 thì mình sẽ phản ứng thế nào? Vì đây thực tế thì nó vẫn là một cái doanh nghiệp mà cái có kết quả tự doanh tương đối là tốt ở trong những năm trước và cái sự nổi bật của các công ty chứng khoán ở à, của các công ty chứng khoán giai đoạn này là đa phần đến từ kết quả tự doanh thôi, bởi vì cái lợi nhuận của nó đến từ việc thu phí là không nhiều ở trong năm vừa, năm mùa rồi khi mà thậm chí nó còn giảm nữa. Rồi tiếp theo là với một số doanh nghiệp khác mà chúng ta đánh giá qua rồi, thì chung thì em nói với anh chị. À, chúng ta cần sàng lọc lại các doanh nghiệp ở trong cổ phiếu của mình ở trong doanh, ở các cổ phiếu ở trong danh mục của mình à, để biết được xem là những cổ phiếu đó về cái bản chất của nó về ngắn hạn là hưởng lợi hay là gì à, bị ảnh hưởng bởi dịch covid à, giờ mình xem xem là cái triển vọng bức tranh tăng trưởng của nó ở sau đại dịch là như thế nào sau khi giải cách là như thế nào À, còn nhìn chung ở trong giai đoạn này thì vẫn là gì khi mà thị trường vẫn còn sai quay thì chúng ta vẫn sẽ duy trì tỷ lệ margin ở mức tương đối. À, giờ mình cũng sẽ cơ cấu danh mục của mình, đặc biệt là tận dụng những cái nhịp mà thị trường nói gì, à, nó có cái nhịp à, thị trường nó có nhịp bật lên tốt á thì mình sẽ tận dụng nhịp bật đó để mình cơ cấu danh mục của mình, Để làm sao cho nó phù hợp à, với từng giai đoạn. À, đối với em thì à, hiện tại thị trường à, nó vẫn đang gọi là khi mà dòng tiền mà còn đang trông chờ rất nhiều vào nhóm ngân hàng này à, thì khi đó nó sẽ chạy, nó sẽ nên nên gọi là nên chạy càng nhanh càng tốt nếu không thì nó sẽ khiến cho cái quá trình ở phía sau càng khó khăn rất là nhiều. À, đối với các cổ phiếu này rồi à, đó là về thị trường và chia sẻ của em thì cảm ơn chị rất là nhiều vì anh chị đã theo dõi video này à, thì nếu mà xem video chị thấy hối các thể bấm like video subscribe kênh đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký ở à, bên cạnh đó thì ở phía dưới phần mô tả video em có để thông tin liên hệ là zalo số điện thoại nếu anh chị nào muốn đồng hành cùng em ở trong khách hàng có tên là kết bạn zalo với em à, là kết bạn zalo với lại số điện thoại của trợ lý của em để được hỗ trợ để tham gia được khách hàng à, cảm ơn chị rất là nhiều xin chào hẹn gặp lại anh chị ở những video kế tiếp và chúc anh chị buổi tối tốt lành